Xin kính chào quý anh chị đầu tư. Hiện tại em đang đứng trên một con đường, này là đường Bình Nhâm 16 nha quý anh chị. Thì từ vị trí em mà chạy thẳng như phía trước màn hình đó là chạy thẳng ra đường Nguyễn Chí Thanh nha quý anh chị. Thì chạy ra đường Nguyễn Chí Thanh chỉ còn chạy ra đường đường Chùm Sao nha quý anh chị. Đường Chùm Sao thì chỉ khoảng là 200 m, còn chạy ngược về hướng hướng ngược lại á, chạy ra đường Cách Mạng Tháng 8 là khoảng 200 m luôn nha quý anh chị. Vị trí của mình là nằm trên mặt đường, đất của mình là mặt đường Bình Nhâm 16, có bề ngang là 5 m từ cái cọc bê tông này sang cọc ranh này nha quý anh chị, ranh đầu đất này. Hiện tại là đất trống, hiện tại thì trên đất là có cây trồng cây ăn trái, có bề ngang là 5 m, chiều sâu của nó là 26 m nha quý anh chị. Tổng cộng lô đất của mình là 117 m, là hiện tại là có 40 m² đất thổ cư. Chủ đang kêu bán lô đất này thì thông qua video này quý anh chị cần thêm thông tin của lô đất, cũng như là cần đi xem đất, xem vị trí đất, thì hãy liên hệ bên em cung cấp cho quý anh chị những thông tin về giá và vị trí. Thì em để ở phần mô tả chi tiết quý anh chị xem, và nếu như có thắc mắc thì liên hệ bên em. Bên em kênh Bất Động Sản Thực Tế cung cấp cho quý anh chị những bất động sản đang có nhu cầu chuyển nhượng, với clip và hình ảnh thực tế của bất động sản, pháp lý rõ ràng, hỗ trợ quý anh chị rất là nhiệt tình nha quý anh chị. Thì vị trí của lô đất hiện tại là đang để trống nha quý anh chị, đang để trống. Trên đất là có đây, đây là cọc đất, trên đất là đây để trống. Vườn này là vườn măng nha quý anh chị, vườn măng. Đất này đã có thổ cư, quy hoạch đất ở. Thì với mức giá vừa phải và vị trí lô đất rất là đẹp, đường thông từ thông này thông ra đường Chùm Sao cũng như là thông ra đường Nguyễn Chí Thanh, rồi bên này là thông về đường Cách Mạng Tháng 8. Quý anh chị mà cần thêm thông tin thì liên hệ để em cung cấp cho quý anh chị về lô đất này. Một lô đất rất là đẹp, nằm ở một vị trí rất là thuận lợi để quý anh chị kinh doanh buôn bán. Rồi, xin cảm ơn quý anh chị đã xem clip của bên em ngày hôm nay nha.